dầu thông đỏ mu gung hoa, phép màu từ thiên nhiên Hàn Quốc. Chào mừng quý khách hàng đến với sản phẩm tinh dầu thông đỏ mu gung hoa, một sản phẩm đặc biệt thường được chính phủ Hàn Quốc lựa chọn để tặng cho các nguyên thủ và chính khách khi đến thăm phủ tổng thống Hàn Quốc. Được chiết xuất từ những cây thông đỏ cổ thụ trên núi Kim gan tinh dầu thông đỏ mu gung hoa là sự kết hợp tuyệt vời giữa nghệ thuật và khoa học, mang lại lợi ích sức khỏe vô giá. Quy trình chiết xuất độc đáo, từ 3 kg lá thông đỏ qua quá trình ép và trưng cất cẩn thận để tạo ra viên tinh dầu thông đỏ chất lượng cao. Hơn 5.000 hợp chất hữu cơ và dược lý, bao gồm tepen, flavonoid, polyphenol và các vitamin tan trong dầu như vitamin A, E, K hỗ trợ điều trị và phòng ngừa hơn 170 vấn đề sức khỏe. Một số lợi ích vượt trội cho sức khỏe. Cải thiện tuần hoàn mách máu và giảm mỡ máu, công thức độc đáo giúp tăng cường lưu thông mách máu, loại bỏ mảng bám và mỡ máu phòng ngừa bệnh lý tim mạch. Hỗ trợ điều trị tiểu đường và cân bằng huyết áp, gliconin trong lá thông giúp hạ thấp đường huyết, từ đó phòng ngừa tiểu đường. Tăng cường tuần hoàn máu và ngăn chặn lão hóa, terpinol giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm cholesterol xấu. Cải thiện sức khỏe tim mạch và hệ thống mạch máu, hoạt chất limon và ba caren hỗ trợ làm sạch mạch máu. Hỗ trợ điều trị đau đầu và rụng tóc, hiệu quả trong việc điều trị đau đầu đau dây thần kinh và rụng tóc không rõ nguyên nhân. Sử dụng hai viên một ngày sau ăn 30 phút, kèm theo một lít rưỡi nước mỗi ngày. Liệu trình 2-6 tháng hàng năm, hoặc dài hơn cho người mỡ máu cao và tiểu đường lâu năm. Được phân phối bởi hàng nhập khẩu Á-Âu, tinh dầu thông đỏ chính phủ ngu gung hoa không chỉ là một sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà còn là một giải pháp toàn diện cho cơ thể và tinh thần. Đặt mua ngay hôm nay qua hotline, Zalo. 0986798008 để trải nghiệm sự kỳ diệu từ thiên nhiên Hàn Quốc. Dầu thông đỏ mưu gung hoa, phép màu từ thiên nhiên Hàn Quốc. Chào mừng quý khách hàng đến với sản phẩm tinh dầu thông đỏ mưu gung hoa, một sản phẩm đặc biệt thường được chính phủ Hàn Quốc lựa chọn để tặng cho các nguyên thủ và chính khách khi đến thăm phủ tổng thống Hàn Quốc. Được chiết xuất từ những cây thông đỏ cổ thụ trên núi Gương Gang, tinh dầu thông đỏ mưu gung hoa là sự kết hợp tuyệt vời giữa nghệ thuật và khoa học mang lại lợi ích sức khỏe vô giá. Quy trình chiết xuất độc đáo, từ 3 kg lá thông đỏ, qua quá trình ép và trưng cất cẩn thận, để tạo ra viên tinh dầu thông đỏ chất lượng cao. Hơn 5.000 hợp chất hữu cơ và dược lý, bao gồm Tepen, flavonoid, polyphenol, và các vitamin tan trong dầu như vitamin A, E, K, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa hơn 170 vấn đề sức khỏe. Một số lợi ích vượt trội cho sức khỏe.